Chào mừng các bạn đến với kênh 24 giờ nóng hổi. Vâng, thưa các bạn, trong bản tin ngày hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu góc khuất của tân Hoa hậu Hòa Bình Quốc tế năm 2021 Nguyễn Thúc Thùy Tiên, tuổi thơ sóng gió và loạt thành tích đáng nể. Chung kết Hoa hậu Hòa Bình Quốc tế năm 2021 đã diễn ra vào tối qua ngày 4 tháng 12 năm 2021 tại Thái Lan. Người đẹp Nguyễn Thúc Thùy Tiên, đại diện của Việt Nam, đã xuất sắc giành vương miện Hoa hậu Hòa Bình Quốc tế năm 2021. Với thành tích này, người đẹp sinh năm 1998 đã làm nên lịch sử chưa hề có trước đó khi trở thành cô gái Việt Nam đầu tiên đăng quang tại cuộc thi nhan sắc lớn thứ 5 của thế giới. Ngay sau khi chung kết Hoa hậu Hòa Bình Quốc tế năm 2021 khép lại, thông tin và hình ảnh của tân Hoa hậu Hòa Bình Quốc tế Nguyễn Thúc Thùy Tiên trở thành tâm điểm chú ý của cộng đồng mạng. Ít ai biết rằng tân Hoa hậu Hòa Bình Quốc tế từng có một tuổi thơ không may mắn, thiếu thốn tình cảm gia đình khi cô không sống chung cùng với bố mẹ ruột. Được biết, khi Thùy Tiên lên 4 tuổi, bố mẹ của cô đã quyết định đường ai lấy đi, không còn chung sống với nhau nữa. Sau đó, Thùy Tiên đã sống cùng dì ruột và dần dần học cách sống tự lập. Chia sẻ về gia đình, tân Hoa hậu Hòa Bình Quốc tế từng tâm sự rằng cô sống thiếu thốn tình cảm và bản thân không phải là nàng công chúa sống trong lâu đài màu hồng. Tôi sống với dì ruột đến năm 18 tuổi. Sau đó, khi vào đại học, tôi quyết định ra ở riêng, sống tự lập, người đẹp đã bày tỏ. Cuộc sống xa vòng tay của bố mẹ, nhưng Thùy Tiên vẫn luôn giữ tinh thần lạc quan, nỗ lực hết mình. Cô đã không ngại làm nhiều công việc khác nhau để chi trả học phí, như làm lễ tân khách sạn, làm người mẫu ảnh, chụp hình với thù lao chỉ 60.000 đồng mỗi tối. Không chỉ vậy, Thùy Tiên còn làm cả trợ giảng ở trung tâm tiếng Anh, vừa để nâng cao khả năng ngoại ngữ, vừa có thêm thu nhập. Trao đổi với phóng viên về hoàn cảnh gia đình của tân Hoa hậu Hòa Bình Quốc tế Nguyễn Thúc Thùy Tiên, bà trùm Hoa hậu Phạm Kim Dung, chủ tịch Miss Grand Việt Nam cho biết: Tôi thực sự rất thương Thùy Tiên. Khi từ nhỏ, cô ấy đã trải qua biến cố cuộc sống, gia đình rạn nứt và không sống cùng với bố mẹ. Theo năm tháng, cô gái ấy đón nhận mọi chuyện với góc nhìn lạc quan và tinh thần sống có trách nhiệm, giàu lòng nhân ái. Thùy Tiên vẫn học tập giỏi, phấn đấu học đại học như bạn bè cùng trang lứa. Nhờ sự nỗ lực học tập và rèn luyện từng ngày, Nguyễn Thúc Thùy Tiên đã gặt hái được những thành tích khủng khi tham gia các cuộc thi nhan sắc. Cụ thể, trước khi trở thành tân Hoa hậu Hòa Bình Quốc tế, Thùy Tiên từng tham gia cuộc thi Hoa khôi Nam Bộ vào năm 2017 và đạt ngôi vị Á khôi 1. Chưa dừng lại ở đó, cô từng vào top 5 và đạt danh hiệu người đẹp nhân ái tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm 2018. Được biết, sau khi giành được thành tích này, Nguyễn Thúc Thùy Tiên có thêm nhiều cơ hội tham gia các sự kiện trong làng giải trí Việt. Tuy nhiên, cô vẫn giữ cho mình một cuộc sống giản dị, đi xe ôm đi làm, ở nhà trọ. Thùy Tiên thừa nhận cô chưa từng cảm thấy buồn vì điều đó. Cô trở thành đại diện Việt Nam dự thi Hoa hậu quốc tế năm 2019 tại Nhật Bản. Ngoài ra, Thùy Tiên cũng từng thử sức với vai trò là nữ chính trong Man V của rapper Mitte. Bên cạnh đó, người đẹp sinh năm 1998 cũng từng làm MC tại một số sự kiện lớn, trong đó có sự kiện tại bán kết và chung kết Hoa hậu Việt Nam năm 2020. Đến với cuộc thi Hoa hậu Hòa Bình Quốc tế năm 2021, Nguyễn Thúc Thùy Tiên ghi điểm trong lòng khán giả khi cô nói thành thạo tiếng Anh và một số câu giao tiếp bằng tiếng Thái. Nhờ vậy, cô nhận được sự quan tâm đặc biệt từ truyền thông cũng như cộng đồng fan sắc đẹp quốc tế. Trong phần thuyết trình về chủ đề ngừng bạo lực chiến tranh tại đêm chung kết Hoa hậu Hòa Bình Quốc tế năm 2021, Thùy Tiên đã bày tỏ: Tôi đứng đây với tư cách là một người từng bị bỏ rơi, từng nhận được tình yêu thương và muốn lan tỏa điều đó đến với mọi người. Hãy để tình yêu và sự cảm thông lớn lên trong mỗi người và chiến tranh bạo lực sẽ không xảy ra nữa. Bằng chứng cho sự lan tỏa tình yêu thương, cảm thông nơi Thùy Tiên là việc cô tích cực tham gia bếp ăn, chuối mát từ tâm và phục vụ hàng ngàn suất cơm miễn phí cho đội ngũ tuyến đầu chống dịch tại thành phố Hồ Chí Minh. Cô đã cùng nhiều người đẹp cũng trao tặng máy thở cho bệnh viện điều trị dịch bệnh, cứu trợ gạo và nhu yếu phẩm đến với những bà con khó khăn. Tôi nghĩ rằng sứ mệnh lan tỏa lòng nhân ái, kêu gọi sự chung tay cho nhiều hoạt động thiện nguyện không chỉ dừng ở phạm vi một quốc gia mà còn lan tỏa rộng trên toàn thế giới, Nguyễn Thúc Thùy Tiên đã quan niệm. Chia sẻ ngay sau khi đăng quang ngôi vị Hoa hậu Hòa Bình Quốc tế năm 2021, Thùy Tiên bày tỏ: Quá nhiều cảm xúc vỡ hòa trong tôi lúc này. Bao nhiêu lời nói cảm ơn chắc chắn sẽ không đủ. Tôi xin dành tặng chiếc vương miện này cho tất cả khán giả Việt Nam. Cảm ơn những lời yêu thương cũng như những góp ý đến với tôi. Hôm nay, giấc mơ đã thành hiện thực và tôi muốn nói rằng nếu bạn có ước mơ, hãy can đảm và hết mình theo đuổi nó. Tôi đã làm được, bạn cũng sẽ làm được, Thùy Tiên đã chia sẻ. Vâng thưa các bạn, bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn xem video thấy hay thì hãy đăng ký kênh, like, chia sẻ kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.